Mến chào quý cô chú anh chị, chào mừng quý cô chú anh chị mình quay lại với kênh youtube nhà đất Thì hiện tại anh chị em đang chạy trên trục đường Bà Bao Tân Thắng Ngay khu vực Aeon Mall Tân Phú mình nè anh chị Đó. Thì hôm nay em xin phép chia sẻ cho quý anh chị mình một lô đất Một sẹt đường Bà Bao Tân Thắng nha anh chị Đó, Một lô đất cực kỳ hiếm tại khu vực quận Tân Phú luôn Có diện tích là ngang 4 nở hậu là 4.4 nha Dài là 16,5m anh chị một tổng là 68 mét vuông công nhận đủ nha anh chị đó. <laughs> này và đây là đường bà Bao tân thắng nè nói chung xung quanh cái khu vực Eon Mall này á, thì anh chị cũng biết rồi à, tiện ích thì rất là đầy đủ luôn trường học có bệnh viện có ha à, bên đây là trường tiểu học nè anh chị chạy tới xíu nữa thì kia bên kia nó có cái cụm trường luôn gọi là trường tiểu học trường trung học cơ sở rồi à, tiểu học trung học phổ thông rồi cũng từ lớp vô luôn đó anh chị thì ở đây mình sẽ có được nhiều đường đi vô nha Anh chị có thể đi vô hẻm 87 này cũng được nè Đó Hoặc nhích lên ngay chỗ quán cà phê trước mặt anh chị quán Thanh xanh xanh nè Anh chị có thể vẹo vô hẻm 79 này cũng được nè Đó này tới đây anh chị quẹo vô hẻm 79 nè Thì em dừng video tí xíu cho anh chị mình dễ hình dung Anh chị quẹo vô và đi thẳng vào trong à, Thì lô đất mình sẽ nằm trên trục hẻm 7, 79 này anh chị Đó, Đó Anh chị quẹo vô hẻm 79 Thì anh chị sẽ thấy cái Đây là đất của mình nè đây cái nhà kế bên ha nhà kế bên họ xây dựng rồi nhà kế bên họ xây dựng là đường xá trước đất mình đây anh chị nó giống như anh chị thấy đây đường xá trước đất mình đây nó đường cũng rất là rộng nha anh chị rất ok ha nhà kế bên họ xây rất là cao tầng luôn anh chị thấy không nó còn đây là đồ đất của mình đó, đất mình có diện tích giống lại em, nói là ngang 4m nở hậu nhẹ là 4m4 đó, dài là 16.5 nha đó, tổng tổng diện tích là khoảng 68 mét vuông chỉ có 4 tỷ 450 triệu thôi À, còn thương lượng nha anh chị anh chị nào quan tâm căn này thì cứ liên hệ cho em số điện thoại bên dưới 0949 900 589 em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem đất miễn phí cộng với là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng về giá cả luôn nha anh chị à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau